Tất cả mọi người đã và đang theo dõi kênh YouTube Điện Độc Đáo. Trong video clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài đặt cái cấp tốc độ của hàng biến tần INVT GD20. Thì cái khung biến tần này mình cũng đã sử dụng trong nhiều cái video rồi. Thì ở đây mình cũng tiến hành cài đặt cái phần này cho các bạn, hướng dẫn cài đặt cho các bạn xem luôn. Đây thì hiện tại là đây nó đang run run ở trên bàn phím à. Đang chèn phím mà đây mình có thể là chỉnh được cái tần số nè, thay đổi tần số ở trên trên cái phím rồi. Đây mình chạy là 50 Hz, 50 stop trên bàn phím. Đây mình sẽ nhấn là mình sẽ xem cái giá trị ha, đây 50 nè, nó stop rồi. Thì bây giờ để mà cài đặt được cái phần này thì mình sẽ chú ý đến cái S1, S2, S3, S4. S1 à, nhìn thấy S1, S2, S3, S4 chân cơm. Ở đây mình lấy một sợi dây điện để đấu sẵn vào chân cơm rồi, mà chúng ta sẽ kích vào cái chân là S1, S2, S3, S4, nó sẽ kích vào những cái chân đó thôi. Okay. Thì mình sẽ vào các cái thông số nào, mình sẽ vào cái thông số nào, chúng ta sẽ vào các cái thông số là B05.01 để chúng ta cài cho hàng S1. Đây chúng ta sẽ vào bấm vào hàng rồ ha, bấm vào hàng rồ đây, đây B05.01. Thì ở đây nó mặc định nó bằng 1 luôn bạn. Thì chúng ta enter thôi. Và chúng ta sẽ kích vào được tức là cài chức năng chân á, chân S1. Và B05.02 là chân S2 nè. Chúng ta sẽ cho là bằng 2 ha, cho bằng 2 thì ở đây nó bằng 2 rồi nên mình không cài, không thay đổi. Rồi bây giờ là B05.03 là chân S3 nè. Thì chân S3 này là mình sẽ cài cái tốc độ nó, tức là mình sẽ cài cái tốc độ 1. Thì cái tốc độ 1 là sẽ bằng 16 và cái tốc độ 2 là sẽ bằng 17. Như vậy thì mình cài cái chân S3 là tốc độ 1 cho nên sẽ tăng cho nó là 16 ha. Đây là 16. Mình bấm enter. Rồi B05.04 là cài cho cái chân S4. Cái chân S4 này, cái chân S4 này là mình sẽ là cái tốc độ 2 như là như vậy, là vậy là nó là số 10, 17 ha. Đây là mình sẽ cài là 17. Enter. Bây giờ mình sẽ đây, thoát ra cái phần này. Bây giờ mình sẽ vào cái thông số tiếp theo là B00.06. B00.06. Đây mình sẽ giảm xuống. B00 ta. B00.06. Ta chọn đến 06 nè. Hiện tại là nó 00 thì mình sẽ cho nó bằng 6 để nó chạy theo cái cấp tốc độ ha. Đây mình sẽ cho nó bằng 6. Ok ha, mình sẽ nhấn enter. Giờ mình thoát ra. Đây là những cái thông số mà chúng ta sẽ phải cài ha, sẽ phải cài để chạy được cái cấp tốc độ. Thì tiếp theo mình sẽ cài về cái phần trăm tốc độ. Thì mình sẽ đến cái B10. Đến cái B10. Là B 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Thì phần trăm tốc độ mình sẽ đến cái B10 nha. Cái B10 mình data nè. Ở đây là mình sẽ cài là cái tốc độ 1. Lúc nãy là mình cài bên ngoài á. Nãy mình cài bên ngoài là cái tốc độ 1. Cài bên ngoài cái tốc độ 1 cho nên là mình sẽ cài đó là
B10.04. B10.04 chúng ta sẽ điền ở số 4 này. 10.04. Thì đây mình sẽ cài nó là bao nhiêu phần trăm, mình sẽ nhấn shift qua. Đây ví dụ mình cài là 15 đi. 15 mình sẽ enter. Rồi. Bây giờ mình sẽ cài đến là B10.06 nha các bạn. B10.06 là cái tốc độ 2. Mình bỏ qua cái B10.05 nha. B10.06 nè. Đây là mình sẽ cài là cái phần trăm cái tốc độ 2 đây. Mình sẽ nhấn shift đây. Thì ở đây mình sẽ cho là 40 chẳng hạn. 40. À, mình sẽ enter. Tức là mình đã chọn cái cài đặt này. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ thoát ra nè. Bây giờ hiện tại là các bạn thấy là cái đèn đèn báo là nó đang báo ở bên chạy. Đang báo chạy ở ngoài nè, tức là chạy trên bàn phím run desktop đây nãy mình mới làm. Đây là cái hẹp hiện đây nó chưa có hiện lên cái đèn LED ở đây. Cái đèn LED remote là tức là chúng ta sẽ điều khiển ngoài. Thì bây giờ mình sẽ cài ở cái thông số là B00. Cái thông số B00 .01 và sẽ chọn đây. Ta sẽ hạ xuống. Hạ xuống là B00. Rồi. Mình sẽ enter thì B00.01. Cái giá trị là B00.01 nha. Thì mình sẽ enter nó. Hiện tại bằng 0 là nó sẽ chạy trên cái phím này. Bây giờ mình sẽ cài bằng 1 nè để cho nó chạy ở cái S1 S2 mình chạy ngoài. Mình sẽ enter. Rồi các bạn thấy là đèn này nó sáng rồi. Đây nó báo hiệu chúng ta là đang cài đang chạy chạy ngoài, chạy ngoài. Thì bây giờ mình sẽ kích vào cái chân S1 thử. Các bạn thấy là nó đây cái tần số nó cái tần số mà mình đã chạy và cái tần số đang chạy là nó dựa vào trên cái chân S3 và S4, tức là nó dựa vào trên cái phần trăm, cho nên là khi mình kích về là nó không có tác dụng gì các bạn. Đây giả sử mình kích vào cái chân S3 này. S3 là nó 7,50 hertz. Các bạn thấy nha. Rồi mình sẽ kích vào chân S4, tùy theo cái phần trăm nãy mà mình cài thôi. Chân S4 là 20. À 20. Đây. Thì bây giờ để chạy với cái tốc độ này á thì mình sẽ dùng một cái sợi dây nữa. Đây là cái sợi dây nè, mình cầu qua ha. Cầu qua đây. Bây giờ mình sẽ cầu cái chân S1. Ví dụ mình chạy thuận là S1 mình sẽ cầu S4. Và mình chạy nghịch thì S2 mình cầu S4. Đây. Mình sẽ cầu S1 này. S1 qua S4. Thì các bạn thấy là cái động cơ nó sẽ quay thuận nè. Động cơ quay thuận. Mình không nói gì cái vấn đề trên màn hình á, cái này mình bấm shift để mình xem được. Rồi. Giờ mình sẽ ngắt ra nè. Cơ quay thuận nha. Giờ mình sẽ cho nó quay nghịch. Quay nghịch thì mình sẽ tác động S4 với tức là cái tốc độ 2 là 20 hẹp nè. Mình sẽ chạy với thằng nghịch nè, là S2. Mình kích vào S2. Đấy, thì các bạn thấy là cái động cơ nó sẽ quay theo chiều ngược lại. Rồi, thì mình sẽ rút ra. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái chân S3 ha, tức là cái tốc độ 1. Nãy mình cài tốc độ 1, cái phần trăm tốc độ 1 là 7,50. Thì giờ mình sẽ tương tự mình sẽ cho là S1 với S3 nè. S1 với S3. Các bạn thấy nó chạy nó rất là chậm ha, tại vì có 7 phẩy mấy à. 7 phẩy mấy hẹp. Ok. Rồi mình sẽ rút ra. Và tiếp theo là mình sẽ tương tự là mình sẽ cho chân S2 là chạy nghịch với chân S3 nè. Đây các bạn thấy động cơ.
Đây, động cơ nó quay này, quay chậm thôi. Rất là đơn giản rồi. Mình sẽ rút ra, rút cái chân còn lại ra. Nó sẽ trở về không không. Sẽ trở về không không. Thì như vậy là chúng ta có thể cài cái cấp tốc độ cho cái hàng INVT GD20 này một cách là nhanh chóng ha. Nhanh chóng thì mình đây mình đi trực tiếp vào luôn. Đây mình đấu sẵn hết. Vâng, cảm ơn các bạn đã xem cái video hướng dẫn của mình. Nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh phát triển nhất bạn.